Xin chào anh em đã quay trở lại với Man Journey đi em, và đây là chuỗi video giới thiệu về sàn Duet. Với anh em lần lần đầu tiên biết đến Man Journey thì anh em có thể tham gia cái kênh Telegram của tụi mình ở cái địa chỉ là a cộng margin gạch dưới ATM để cùng tham gia thảo luận và trao đổi về trading margin, cũng như là được hỗ trợ từ đội ngũ admin và các anh em trader khác trong việc phân tích trạng và trading hàng ngày về giao diện trading của sàn Duet, cũng như là những cái khoản phí mà anh em những cái khoản phí liên quan mà anh em có thể sẽ phải chịu trong quá trình trading trên sàn JD. Rồi, mình sẽ đăng nhập vào sàn nhé. Trong video lần trước mình đã giới thiệu với anh em cách đăng ký và tạo account, và trên sàn JD rồi, thì anh em chỉ cần đăng ký là cái đó thôi. Bây giờ thì mình chưa cái app này, thì mình chưa có KYC, mình chưa có dùng cái phần mềm của Google, thì bởi vậy nó còn hơi lâu một chút. Chờ mình thấy các bạn nó hơi có vấn đề gì đó rồi. Mình sẽ bấm reset lại nha. Nói chung là mình thấy cái phần phần email này nhé, cái phần email xác nhận bên sàn nó cũng rất là nhanh. Năm 29, 29, 7, 529, 794. Thì mình sẽ giới thiệu về cái giao diện trading của sàn trước. Anh em thấy ở đây nè, ở đây chúng ta có một, thứ nhất là ở cái phần ở giữa đây nè, cái phần mà chiếm nhiều vị trí nhất á, là cái phần phân tích chart, là cái phần mà chart kiểu này để anh em có thể phân tích và ra kèo luôn. Mình đánh giá là cái trạng này nó không có khác gì với chức năng của TradingView á, và anh em có thể sử dụng gần như là rất là nhiều cái công cụ miễn phí, cũng như là tại vì khi mà anh em sử dụng trên TradingView á, thì anh em chỉ bị giới hạn bởi ba cái indicator có thể nạp vào cùng lúc thôi. Còn trên đây thì mình thấy là nó hỗ trợ khá là nhiều nè. Vậy là những anh em nào mà bị giới hạn free á, thì có thể phân tích trực tiếp trên đây luôn, và mình thấy nó cũng rất là hiệu quả. Tiếp theo ở cái khung bên đây á, là cái khung về order book. Vì sàn Duet là một cái sàn có order book nha anh em, thì anh em có thể tham khảo cái order book này để phục vụ cho thêm cái quá trình trading của mình hiệu quả hơn. Về cái phần order book á, thì nó không có cho mình chỉnh cái coi cái tường nó như thế nào. Cái này là một cái tường tổng quan, mình có thể xem ngắn, phân tích hợp với những anh em nào mà scalp ngắn hạn nha. Đây là cái order book của nó. Ở phía dưới này á, là cái phần cái bảng đặt lệnh á. Ở đây, cái bảng đặt lệnh ở dưới đây nè. Ở cái phần position này là những cái lệnh mà đang chạy á, còn cái phần active order là những cái lệnh mà anh em đã đặt rồi nhưng mà chưa có khớp. Còn ở đây là những cái lệnh điều kiện nè, ví dụ là stop loss take profit á, thì mình sẽ hướng dẫn hơn chi tiết hơn khi mà qua bên đây.
Còn đây ở cái khung order history là những cái lệnh mà anh em đã đặt rồi. Thì nếu mà anh em nào đã trade cũng cũng lâu thì mấy cái này anh em nghĩ là anh em cũng đã biết hết rồi. Mình sẽ không nói quá chi tiết. Đây là cái bảng, cái khung cuối cùng ở đây là cái khung đặt lệnh của bên sàn. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu một vài loại lệnh nha. Cái lệnh limit này thì nó cũng đơn giản với anh em trader, nghĩa là những cái lệnh giới hạn để mua hoặc bán ở một mức giá tốt hơn đó. Còn lệnh market đó là cái lệnh lệnh thị trường đó, là nói chung là một cái lệnh nhanh nhất để một một cái order của anh em có thể khớp lệnh, nó sẽ được thực hiện ở cái mức giá tốt nhất có sẵn từ order book nha, là từ trên đây nè. Ví dụ giá nhân như thế này đúng không, anh em muốn mua liền đó, thì giá nó sẽ đẩy lên ở cái mức giá tiếp theo trên đây nè. Rồi, cái lệnh về Risk Manager là cái lệnh thì thật ra cái lệnh này nó là biến tấu thôi, nó là biến tấu thôi. Nó cho phép anh em điều chỉnh rủi ro trên vốn sở hữu theo phần trăm á. Như thế này nè. Ví dụ anh em đặt một lệnh mua ở 7.700 đi. Đặt một lệnh mua ở 7.700. Ở đây thì nó cho anh em chỉnh cái take profit là theo phần trăm hoặc là theo giá. Ví dụ là anh em muốn stop loss ở 7.000, stop loss ở 6.000, 7.600 thì anh em có thể đánh vô đây. Đó thì nó ra cái ROE cho anh em với cái mức leverage, cái mức đòn bẩy mà anh em lựa chọn. Không đó, với anh em thích mà sử dụng phần trăm á, ví dụ là đặt take profit 50%, stop loss 30% thì vẫn vẫn ok. Thì đây là cái phần mà nó tính tính toán cái nó tính toán cái phần trăm cho anh em á, nó rất là tiện luôn. Thì buy hoặc long nó cũng tương tự nhau. Rồi cái lệnh cuối cùng á là cái lệnh conditional, là một cái lệnh mà kiểu như là stop limit á. Nó giống top limit, ở những cái sàn khác á, là đơn cái order của anh em sẽ được tự động gửi lên sàn khi mà nó được kích hoạt, kiểu như nè. Ví dụ anh em sao bớt mấy cái này, ví dụ anh em muốn mua ở cái mức giá này nè đúng không, khi mà giá chạm, khi mà giá lên đây rồi á, thì cái lệnh anh em mới được đặt nha. Thì anh em có thể đặt một cái lệnh ở 7.720, cái giá mà chạm tới 7.720 á, thì anh em đợi nó pullback về thì một cái lệnh của anh em sẽ được đặt. Thì anh em có thể lặn đặt cái lệnh buy ở 7.700 đó. Vậy thôi, nó cũng đơn giản thôi, nó là cái lệnh nó cơ bản giống cái lệnh stop limit á trên những cái sàn khác. Rồi cái phần thứ hai mà anh em chú ý đến trong các bạn đặt lệnh này là cái phần leverage, là cái phần đòn bẩy. Ở đây á, thì nếu mà anh em đánh ROS á, thì nó hỗ trợ một tính năng là ROS hay là isolated. ROS thì dùng nguyên cái tài khoản để đánh luôn, còn isolated thì tính theo cái lệnh đó thôi. Thì những cái đòn bẩy nó hỗ trợ là một nè, hai nè, tới 100. Đó, thì anh em có thể chỉnh cái mức đòn bẩy phù hợp với mình đó. Không nhất thiết là những cái mức này, nó có thể là 26 hay 7 tùy anh em thôi. Thì mình nghĩ đây là một cái phần mà tùy chỉnh á, khá là ok, khá là hợp với những anh em mà thích tùy chỉnh cái đòn bẩy đó phù hợp với cái số vốn của mình. Rồi đây, cái phần tiếp theo mà anh em cần quan tâm tiếp đó là cái contract nha. Cái contract thì hiện tại cái due date này nó chỉ cho anh em hai cái lựa chọn thôi. Một là anh em đánh future bằng theo bảng vị là BTC. Thì bảng vị BTC với bảng vị của USDT nó khác nhau như thế nào? Đơn giản là ví dụ là anh em thắng thắng nếu mà anh em đánh bảng vị BTC á, thì anh em phải có BTC
thắng anh em, nói chung là anh em thắng á, thì em sẽ thắng được theo BTC, nó sẽ trả anh em BTC, còn thua thì tương tự, còn nếu mà anh em đánh thì bạn bị USDT á, thắng á thì anh em sẽ được USDT, thua thì mất USDT, vậy thôi. Nó sẽ thích hợp cho những anh em nào mà thích đánh theo bảng vị BTC nha. Còn đây là cái chi tiết về cái contract mà anh em sẽ đánh trên sàn nè. Đây cái phần định phí, phân định phí một hồi mình sẽ nói kỹ hơn về phần phí giao dịch nha. Last try là cái giá trên order book, là cái giá này nè, cái giá trên order book, cái giá mà thấp nhất đó, mà anh em có thể khớp là những cái giá trên đây nè, hai cái giá này nè. Còn index price là cái giá nó tính toán kiểu là tính toán kiểu tham khảo giá giữa hai hai cái này á, giữa giữa hai cái thanh này nè. Còn cái mark price á là cái giá gần như là cái giá trung bình ở giữa. Anh em có thể hiểu gì đi, khi mà anh em trade quan tâm chủ yếu là cái last price này nè, là cái giá mà thật sự anh em sẽ khớp á. Thì khi mà anh em trade trên đây, anh em chú ý những cái order book kiểu này á, để mình đặt cái nếu mà anh em trade ngắn hạn khung M5 M15 á, thì những cái này nó khá là quan trọng với những sàn mà có order book kiểu này. Rồi phần tiếp theo mình sẽ nói trên mình sẽ nói tiếp về cái phần phí nha, phí giao dịch của sàn là như thế nào. Để xem cái phần phí giao dịch á, thì anh em bấm qua cái phần trang chủ của nó, và ở cái phần ở dưới á, ở cái phần đuôi dưới, cái phần đuôi test, thì anh em bấm như phần phí. Thì mình thấy có ba loại phí mà khi anh em trading trên sàn thì nó sẽ liên quan. Thứ nhất là phí nạp rút coin trên sàn, thì anh em rút và nạp vào direct là miễn phí nha anh em, không có sàn không có tính phí cho anh em chỉ mất cái phí giao dịch thôi, cái phí blockchain á, chuyển coin qua qua blockchain thì anh em phí tốn phí những cái đó thôi, còn lại thì không tốn phí. Cái phí thứ hai là cái phí giao dịch trên SnapX, là cái phí này nè, cái trading fee á. Thì trading fee này thì hiểu như thế nào, thì nếu mà anh em dùng X100 á, thì nó sẽ phân hai 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 loại. Nhất là maker fee, là những người mà tạo thanh khoản cho sàn á, bằng cách là đặt những cái limit á, là đặt những cái lệnh limit á. Thì cái phần market fee này, thì khi mà anh em đặt limit á, tạo thanh khoản cho sàn á, thì anh em sẽ được hưởng 0.025, cái là được nhận thêm tiền đó nha, hiểu gì đi cho nó đơn giản. Còn anh em mà tracker fee á, là anh em lấy thanh khoản khỏi sàn á, thì anh em sẽ chịu cái khoản phí này. Thì cộng lại nếu mà anh em mua limit và anh em chốt market, thì cái khoản phí nó tầm đâu đó là 0.05 sàn. Thì mình thấy ở đây là một khoản phí rất là hợp lý, khá là hợp lý rồi. Phần tiếp theo là cái phần funding fee. Funding fee này nãy mình có nói với anh em nè, cái funding fee này thì nó dễ hiểu nhất là nó là sự khuyến khích của sàn á, để cho cái sự long và short nó cân bằng lại với nhau, không có quá nhiều người mở long cũng không có quá nhiều người mở short. Thì khi mà cái phi này nó dương chỗ này á, thì cái bên mà những người mở long sẽ chịu một khoản phí tương đương với cái khối lượng này nè đó, thì những người mà short á, thì sẽ được hưởng cái khoản phí này. Thì nó đơn giản như thôi. 8 giờ thì cái phi này nó sẽ thay đổi trong vòng 8 giờ, anh em lưu ý những cái điều này. Rồi thì đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ với anh em về cái giao diện trên sàn Trade, cũng như là cách trading và những điều lưu ý cần lưu ý khi mà trading trên sàn Trade, cũng như là những cái khoản phí mà anh em những khoản phí liên quan khi mà anh em trading trên sàn Trade. Thì mình là Vinh, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhé.